Chào các bạn, ở đây thì mình đang có một cái con chuột mới của hãng Logitech mang tên là MX Anywhere 2. Thì đây là một trong những sản phẩm mà mình rất là thích và muốn giới thiệu với các bạn. Thì trước đây mình đã từng sử dụng một cái con chuột MX Anywhere 1 và mình cảm thấy đây là một trong những con chuột chất lượng nhất hiện nay trên thị trường mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Xung quanh hộp chúng ta sẽ có một chiếc hộp được đóng gói với rất là nhiều những hình ảnh cũng như những cái thông tin của con chuột này. Chúng ta sẽ có ở phía đằng sau những cái thông tin chính ở đây có 6 mục, tức là chúng ta có thể score rất là nhanh hoặc là chúng ta có thể chuyển qua 3 thiết bị cùng một lúc, kết hợp cả hai cái sử dụng là thông qua cái chân USB bình thường hoặc là chúng ta có thể sử dụng qua Bluetooth rất là dễ dàng. Thì ở phía trong hộp chúng ta có ngay hình ảnh của con chuột cùng với đó là những cái hướng dẫn để chúng ta có thể kết nối nhanh. Đặc biệt chúng ta có thể chỉnh được cái độ nhạy của con chuột này thông qua một cái app mà Logitech họ cung cấp ở trên website của Logitech. Các bạn có thể lên đây đâu về để chỉnh thêm cái độ nhạy của con chuột này. Bây giờ mình sẽ khui hộp ngay để các bạn xem con chuột này nó như thế nào nè và những phụ kiện kèm theo bao gồm những gì. Đây là cái bộ phụ kiện kèm theo, chỉ bao gồm có một cáp micro USB và một quyển sách hướng dẫn kèm theo mà thôi. Thì Logitech cho biết cái con chuột này của họ có thể sử dụng một trong một lần sạc là được đến 2 tháng, rất là tuyệt vời. Và đây họ còn kèm thêm một viên pin để chúng ta có thể sử dụng lâu hơn. Đây, bỏ viên pin này vào và chúng ta có thể sạc để cho nó sử dụng được khoảng 2 tháng. Và trọng lượng của nó khá nặng hơn một tí so với cái con chuột lúc đầu mình đã có giới thiệu và mình đã từng sử dụng. Đây, cái đầu Pico Unify, một trong những công nghệ kết nối riêng của Logitech họ áp dụng trên những sản phẩm chuột không dây của họ. Thì đây là một trong những con chuột đắt tiền nhất hiện nay tại Mai Nguyên, có mức giá khoảng 1.750.000. Xung quanh của cái con chuột này chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những chi tiết như là một cái dáng cong này, khi mà chúng ta cầm vào tay mà nó sẽ ôm vào tay ngay, giống như một số những con chuột khác của Logitech họ thiết kế cũng khá là đẹp. Nhưng mà đối riêng với con chuột này mình cảm thấy rất khá là thích, vì khi mà cầm vào tay cảm giác nước nó rất là êm. Ở phía mặt trên chúng ta sẽ có những cái nút bấm như là nút hai cái nút click trái click phải. Ở đây chúng ta có một cái nút score rất là nhanh. Đây, cái vòng này nó xoay cực kỳ nhanh, các bạn có thể xoay như thế này để chơi cũng được, khá là vui. Chúng ta có một cái nút ở phía trên để chọn. Ở bên cạnh trái chúng ta sẽ có hai cái phím forward hoặc là previous để chúng ta có thể tới hoặc là lùi. Còn có thêm những cái họa tiết mà họ làm giống như những cái đường sọc của kim cương họ phát ở phía trên này. Tuy là ở trên chất liệu nhựa nhưng mà họ làm cũng khá là đẹp. Khi mà mình nghiêng như thế này thì có những góc độ khác nhau, ánh sáng nó chiếu vào thì sẽ có những cái vân, những cái màu khác nhau. Ở phía dưới có logo của Logitech. Ở bên cạnh phải thì không có gì cả, cũng chỉ là có những cái đường vân dạng giả như kiểu của những cái viên kim cương mà thôi. Ở phía mặt dưới chúng ta sẽ có bốn cái chân bằng cao su. Thì bốn cái chân này họ làm nhẵn đi, khi mà chúng ta lướt như thế này nó rất là êm và nó không có bị rít lại, khá là hay. Ở đây chúng ta có một cái đầu độc Dark Fuse mà theo cái cách gọi của Logitech, đây là một trong những con cái đầu độc có cái độ nhạy rất là cao, từ 400 cho đến 1000 dpi và cái mức nhạy nó khoảng 200 dpi. Ở đây chúng ta có một cái nút nguồn để bật lên để chúng ta có thể kết nối hoặc là bật cho thiết bị. Ở đây chúng ta còn có thêm một cái nút để chúng ta có thể connect. Thì đặc biệt cái con chuột MX Anywhere 2 này nó có thể kết nối với 3 thiết bị cùng lúc. Các bạn có thể switch từ thiết bị này qua thiết bị khác, kết nối nhanh. Ví dụ như chúng ta đang kết nối một cái máy Mac, một cái Windows và trên cái iPhone 6 của chúng ta. Chúng ta có thể làm việc trên cả 3 thiết bị cùng lúc để kết nối, rất là tuyệt vời. Thì nếu các bạn quan tâm về sản phẩm có thể đến các cửa hàng Mai Nguyên hoặc đến website nguyenmien.vn để xem thêm những thông tin khác của con chuột MX Anywhere 2 đang được bán tại Mai Nguyên với mức giá 1.750.000 và kèm thêm những cái phần bảo hành riêng của Mai Nguyên dành cho những khách hàng mua cái con chuột này. Xin chào và hẹn các bạn lần sau.